Dắt chưa hơn 10 giờ 11 giờ rồi. À cái giò ba thì đứt nè, chưa có đi làm gì được nè. Bây giờ hai cha con đi lụm phế liệu rồi, đi đi coi. À, cầm 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 cái bao đi. Bao nè con, lấy nón ba chi đó. Sợ ba nắng hả? Rồi. Rồi, đội luôn. Rồi lấy bao nè, lấy bao đi lụm phế liệu. Đi qua đây. Hai cha con bữa nay đi lượm phế liệu. Từ từ thôi, từ, đi, đi giữ vậy. Nè, đưa bao ra. Đưa bao ba. Có miếng giấy kìa. Đó, đó, giấy đó. Lượm lại cho ba, giấy đó. Lượm lại cho ba. Cắn đàng hoàng á. Đây. Đưa đây. Cắn được hả? Đưa đây cho ba. Cái này tròn quá, cắn được hả? Khó cắn này, đưa đây. Cái tròn quá cắn không được á, ngon quá bà. Cái đó cái chai nè, lụm cái chai cho ba, cái chai nè, đó đó đó, đưa đem lại cho ba, lại hai cho con thất nghiệp mấy người này bắt bò đi lụm nha chai nha. Cái đó đây đây cái chai nè bò, đây đây nè 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 lụm nữa cho ba, đó cái chai đó, đó cái chai đó, rồi gạo luôn, bữa nay là cái chai nhiều lắm đó nha. Đây, đem lấy đem cái chai đây, đưa đi ba, rồi đưa đây. Giỏi quá. Rồi đó miếng giấy nữa kìa. Đó miếng giấy nữa kìa. Đó đó đó. Miếng giấy lại. Đem đây. Rồi. Đó, giấy thì cũng bán được nha. Dẫn bo sắp sắp về nha. Chút xíu nữa thì được nhiều nhiều cái bán hay mua xúc xích ăn nha. À, con sắp đi. Sắp nổi không đó. Lúc lại cho nó gọn cái. À, xách đi, xách đi, đi, à, đi lụm chỗ cũng khác nha, xách đi lụm chỗ khác, hơi nặng đó nha, đi đi voi, qua đây, đi đi, đi nè, đi đừng lên, đừng lên, 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 lên xe đi lụm nè, nhanh nhanh lên, đây qua đây qua đây, hơi nặng, đây qua đây qua đây qua đây, hơi nặng, ôi, hơi nặng quá con, ôi bà xách cho, bây giờ lên xe đi mình đi nữa ha, à, lên xe mình đi. Lên xe kìa, lên xe đi nữa, lên xe, lên lên đi, lên lên đi, đi, không đi không, đi không, đi lên lên, lên lên, bây giờ mấy cha con chạy xe đi chỗ khác lụm nữa. À, kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Lời nói đầu tiên, Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mọi người vừa xem một đoạn video, mọi người thấy hấp dẫn không? Hiện tại Trọng đang có mặt tại Bình Dương. Và hôm nay Trọng muốn gửi đến mọi người một cái video rất là vui, rất là hay. Đúng là độc lạ Bình Dương luôn đó mọi người. Bé chó mọi người vừa xem. Có một số khán giả thì đã biết rồi, nhưng mà có một số thì chắc cũng chưa biết, đó chính là bé Bo được anh Hùng nhặt cách đây 1-2 năm gì trước. Anh nhặt trong thùng rác đó nha mọi người. Một bé chó mà người ta đã buộc lại trong cái bao ni lông, người ta giục vào thùng rác rồi. Nhưng mà cái cơ duyên anh Hùng nhặt được, nhưng mà không ngờ là khi nhặt về rồi ảnh yêu thương, ảnh chăm sóc, cuối cùng là trở thành một chú chó. Là giống như là với Trọng nha, đó là một cái báo vật, một cái bé chó mà không thể nào mà đáng yêu hơn được nữa. Mọi người vậy thấy không? Đi cùng với ba đi nhặt ve chai hiểu hết nha. Mà không phải bé Bo chỉ có biết bao nhiêu đó thôi. Bé Bo còn biết rất là nhiều trò. Và Trọng kính mời quý vị khán giả cùng xem video với Trọng để biết là bé Bo nó còn làm những cái trò gì nữa, còn thông minh như thế nào nữa, còn dễ thương như thế nào nữa. Và bây giờ nha, Trọng mời quý vị xem video, nhớ là cho Trọng một like, một share đi, ủng hộ kênh của Trọng. Nếu như mọi người yêu bé Bo, thích bé Bo, cứ xem, cứ chia sẻ đi. Nếu cái video này nó đạt trên 50.000 lượt view đến 100.000 lượt view, Trọng hứa mỗi tuần Trọng sẽ đi qua Bình Dương để quay bé Bo cho mọi người xem. Trọng quá thích, Trọng quá thương rồi. Và để biết bé Bo nó làm được những cái gì mà đặc biệt hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa, thông minh hơn nữa, thì mọi người nhớ đừng có bỏ qua cái video này và nhớ cho Trọng chia sẻ nha, không để mọi người phải chờ lâu. Và bây giờ Trọng kính mời mọi người tiếp tục xem bé Bo biểu diễn vô.
À bố ơi, bây giờ đem cái chổi với cái bạo lại hút rác quét nhà chuẩn bị đón trọng Cà Mau đến thăm con nè. À, vô nhà lấy đồ lại. Đó, vô nhà lấy lại. À, đây đây, đó, đó, lên đem xuống, đem xuống cho bà. Bố, nè nè nè. Nè, thôi con lên nó làm gì? Nè. Biết rồi, cái này lấy gì? Kìa, lấy cái bao lại. Cái bao lại. Đó, lấy cái bao lại. Em chổi luôn ha, em chổi, chổi cái bao gì cũng được đó. Đây. Em xuống đây. Bữa nay mấy cha con dọn dẹp chuẩn bị đón trọng Cà Mau đến thăm bo nè. Gọi đem cái chổi lại, cái chổi, cái chổi. Cái chổi đâu không? Bo. Cái chổi đây đem xuống cho ba. Cái chổi mới quét được nè. Chổi đâu rồi, đem đâu, đem lại. Cắn đàng hoàng á. Đây đây. Cắn ba sào cắn. Đây đây, cũng gan cho cắn cho được. Đây đây, đây đây, đây. Rồi lôi xuống, ngồi chút xíu tới rồi. Rồi, tới cái rồi. Hết đem lại chút xíu mình đập mới được. nó lượt cái chở cho đồng được á. Rồi rồi rồi, đưa đây. Rồi. Chị mới bắt nha. Nắng lắm. Thôi con vô trong con đem cái nón lại cho bà. Cái nón á. Nón của bà đâu? Cái ghế á. Cái ghế kìa. Ờ cái nón á. Ờ đem cái nón lại cho bà. Rồi đem đi đưa đây bà đâu đội đó. Nắng lắm. Hai cho con quét nhà. Ờ đưa đây. Rồi, lại đây. Lại cầm cái ba quét nhà ra nè. Cầm ba quét rồi mà hút ra, cầm đây nè. Ở đây chuẩn bị quét xăng này để đón trọng Cà Mau lại thăm bé bò của chú anh chị. Rồi đây 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 hút vô đây đây em đây đây hút vô đây đây ờ rồi cầm cái đi đừng nói thấy ngàn hai ngàn lụm đấy men ưa gặp tiền ưa lụm lắm. À, cầm đi con, cầm đi, khúc này nữa nè. Ngồi đứng đó đi. Quét cái này quét biết chừng nào mà hết nổi cái giường cái xu này nè. Quét cái đường đi thôi. Đây đưa đây, đưa đây khích lại đây. Nè nè, thử ra tiền cái lụm luôn ha. Lụm chứ. Ê, anh là có tiền cho bó, lụm. Lụm lại cho ba. Đưa đây. Bỏ vô luôn, bỏ vô luôn. Ba. Có gì đây cái đó nữa kìa lụm cái lụm lớn quá tiền rồi tiền bao nhiêu vậy đó nữa kìa lụm lại đưa đây 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 bỏ vỏ nè bỏ vỏ xách đi luôn để cái này đi xách đi rồi bỏ vô rồi bỏ xuống ờ rồi xách đi luôn quét gác mà cũng lụm được tiền nữa nè là đây lưới gác rồi xách đi ra ra thùng rác nè đi ra thùng rác à xách lại đi ra thùng rác này thùng rác có hơi xa à. A few moments later rồi hôm nay hai cha con đi chợ mua đồ ăn nè biết không biết đi chợ không là cái vỏ của nó đi chợ thường ngày nè xách cái vỏ đi chợ nè cầm đi nè bơi đi nè qua đây nè chợ đây nè vô trong chợ vô đây từ từ thôi chạy dưới dưới bò từ từ thôi bây giờ thích ăn gì nè bây giờ mua xúc xích nha chịu không dạ yeah. Xúc xích dạ yeah. Ừ coi cả xúc xích kìa đó đó ở đó gặp chút xích là phái liền à rồi bỏ vỏ này xách đi nè bỏ vỏ xách đi rồi nặng quá hả rồi ba là đã vô không là xích này công nhận nó nặng chứ rồi xách nổi không xúc xích là xách không nổi nè thôi à bo à con cầm lên à khích vô đây xe không á rồi từ từ thôi không sao đâu chị không sao đâu vậy đi không sao đâu à xúc xích nó hơi nặng á thôi bây giờ mua thêm gì nữa ha bà cầm cho xúc xích cho nè hột gà thích ăn hột gà không dạ yeah. Ăn hột gà không dạ yeah, đấy dạ yeah. Ừ rồi bắt đầu con gà hột gà kìa đấy đây đó lấy vỏ vô vỏ sắp về liền lấy đó để vỏ sắp về nè hột gà nè không có nặng đâu con nè đây đó sắp đi sắp bỏ vô đâm vậy
Ừ, đó, đó, sao đi. Không dám nè. Đây nè. Đó, đó. Đó, xách được không, xách tầm về đây, cầm giỏi kìa. Xách tầm về. Đó. Mua được hột gà đó. Rồi bẻ luôn á. Rồi bây giờ mua cái gì thêm nè. Đi, cầm giỏi đi. Lấy tiền nè. Ở tiền bỏ giỏ xách đi mua thêm nè. Tính mua vậy bò, lại đây, đây đây. Hột gà không mà nặng cái gì con. Nè. Lấy tiền nè. Từ mua sữa nha. Hiểu không? Hiểu không? Sữa nha kia. Ờ rồi. Nè, cầm lên đọc, bỏ giỏ xách đi. Rồi bỏ giỏ xách đi mua mua sữa, rồi đi xách đi. Đây. Đó, bây giờ mua được cái gì là về 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 nhanh liền á. Từ từ thôi. Em đồ ăn về kìa. Đó, ba mua đồ ăn nãy đó. Con đem vô cho ba. Đem vô. Ờ đem vô. Em có nón bảo hiểm lên trước hả? Để đưa đây cho ba đi. Rồi sợ mất cái nón nha. Bố sợ mất cái nón bảo hiểm cho ba nè. Đưa đây, đưa đây. Đem lại đây ba. Ồ nặng quá cái nón bảo hiểm nặng quá à. Đây. Ồ nặng quá thử nghiệm gái tôi là bà lấy sợ mất cái nón của ba nè. Rồi con đem đồ ăn vô đi. Ba mua cho con rồi xúc xích với hột gà đó. Đó, xe đó. Em vô. Trên xe đó ba. Em vô. Đó, đem về trước nha. Đem lại. Đem lại. À rồi tao biết sự để thế nào có đem xúc xích chút à, đưa đây đây đưa đây rồi đưa đây đưa đây đưa đây cầm cái đi cái tên cái ẹo kìa nặng không nặng gì có xúc xích ăn mà nặng gì đây 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 đây, đây à, rồi rồi đem bọc nữa kìa hột gà đó con lòng lọt cái đất rồi đó lại đem lại bố à. Kính thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi thì quý vị cũng đã xem một cái đoạn mà bé Bo phụ với cha là quét nhà rồi cùng đi chợ mua xúc xích với mua trứng. Nói chung là hôm nay là có Trọng đến thì bé cũng có một cái phần gì đó là nó hơi nhút nhát với đi một cái chợ mới nha. Thì hết cái giờ người ta buôn bán thì nói chung là nó cũng chưa có được thể hiện nhiều và cái biệt tài, nhưng mà qua cái câu chuyện thì mọi người cũng đã thấy là bé Bo nó là một cái bé chó quá thông minh. Mặc dù em chỉ là một cái bé chó cỏ. Trọng Cưng xin nói thật là về hình thức bên ngoài thì bé Bo rất là bình thường. Một cái bé chó cỏ mà nó goi goi, nó bình thường như mọi người thấy đó. Nó không có một cái điểm gì quá đặc biệt. Nhưng mà phải nói là gì? Về hình thức thì không có gì đặc biệt, nhưng về bên trong của em là nó quá đặc biệt luôn. Và Trọng muốn chia sẻ với quý vị thêm một điều nữa, là ngoài cái chuyện bé Bo, anh Hùng là chủ nhân của bé Bo, anh Hùng thì ở Kiên Giang, nhưng mà hiện tại thì anh và bé Bo ở Bình Dương để đi làm mưu sinh. Và ngoài cái chuyện mà gia đình anh có bé Bo thì anh còn cưu mang thêm Trọng thấy hình như là tiếp 3-4 bé nữa. Lúc trước Trọng xuống nhà thì Trọng biết chị anh chỉ đem lên ra trên Bình Dương này bé Bo với bé Lượm thôi, bé Lụm thôi, một bé nhỏ xíu xiu à. Nhưng mà lên trên này thì Trọng lại thấy có mấy bé nữa. Đó. Và bây giờ thì Trọng cũng mời mọi người mình cùng vô, bây giờ mới chính thức gọi là mình chia sẻ với anh, mình tâm sự với anh để xem là cuộc sống của anh hiện tại ra sao và anh ở đâu mà anh có thêm mấy cái bé này vậy, đã khổ rồi mà anh còn cứu thêm mấy bé nữa. Thì bây giờ mời mọi người theo chân Trọng nha. Đây, anh ngồi đi. Hai cha con kìa. Lượm kìa, lượm lên không? Lên luôn á. Lên bánh lên. Ừ. Đủ vậy. Ôi đúng không? Khỏe lắm á. Cái gì đó. Nó sợ con này ẩm con này thôi mới nó lên đó. Chứ dễ gì. Ủa hiện tại là anh Hùng mà mình nuôi mấy con anh Hùng? Bây giờ thì anh bốn con, anh cũng mang bốn con á. Nhưng mà hồi lúc em nhớ là cái lúc ở Kiên Giang anh lên Sài Gòn anh mang theo hai thôi. Đúng đúng rồi, là hai này nè. Đúng rồi, hai con này. Đó đây đây con này, đây con này đây. À, người ta bỏ rơi ở trong công ty, mấy chó kia đè cắn quá trời đó. Rồi anh cũng phải nửa đêm anh cũng phải đi mang nó về vô nước biển. Bây giờ thì phẫu thuật, bây giờ nó khỏe rồi. Dạ. Yeah. Con bé lát nữa, lát đâu rồi ta? Lát à? Lát. Đi chơi đâu rồi? À, nó là... con bé đó thì người ta bỏ ở ngoài rừng, mình mãi nó ghẻ chóc thì ghê lắm. Yeah. Không ai cho lại gần hết á, người nó đói khát quá nó chạy vô phòng trọ, nó tìm kiếm ăn nhưng mà
thì nói chung ra thì nó như vậy ai cho ai lại gần đâu, người ta còn đánh thêm chứ cái gì cho ăn được đâu. Dạ. Yeah. Tại vì nó mình mãi nó thấy ghê lắm. Dạ. Yeah. Là máu me rồi ghẻ chóc thấy ghê lắm. Cho nên ta lại gần mình cũng vậy đó, lại gần mình cũng sợ nữa. Dạ. Yeah. Anh cũng phải cố gắng mà chăm sóc cho nó, bây giờ nó khỏe lắm. Bây giờ nó là một tay trống luôn á, biết đánh trống luôn á, biết hát luôn á. Vậy là tính ra là anh Hùng á là ảnh cũng có cái duyên mà anh nuôi con nào là khôn con nấy nha. Chồng còn biết trước, cái trước đây anh còn nuôi con gà cũng khôn lắm á. Nuôi con gà cũng rất là khôn, rồi nuôi con vịt cũng khôn, rồi mấy cái bé này thì quá khôn luôn nè. Mấy cái bé này là anh đem theo, là cái bé này là anh cũng nhặt được á chứ. Nhặt được không á? Mấy con này nhặt được nghĩa trang. Này nhỏ xíu xíu à. Hình như là cái bé này hôm trước là em nhớ là em có theo dõi anh á, em thấy nó bệnh nặng lắm đúng không? Đúng đúng rồi, ta bỏ trong nghĩa trang mà, ta bỏ không, cái lúc mới gần đây nè, nó đã... À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nó bệnh nặng. Đúng rồi. Mấy ngày là hôm trước là em xem là nó bệnh nặng là anh tưởng hôm qua không khỏi luôn, em thấy anh tưởng hôm qua không khỏi rồi đó. Đúng rồi. Anh cũng phải cố gắng hết sức đó. bây giờ nó nhiều, nó ngoan, nó rất là ngoan đó, thương bài lắm, à bình dữ lắm, ai lại gặp có được đâu. Thì ra nó lại gần, nó sợ con này ẩm con này thôi mới là lại chứ vậy gì. Báo lộm lộm không bám coi. Ồ gừng chưa, bỏ lại đi, bỏ lên đi, lên coi không bám coi nè, không bám coi, không bám coi, không biết rồi. Không biết rồi, không biết rồi, hồi lộn lộn mới về chạy cho chị bo không hết rồi. Không phải là ổng là mình hên bé bò khôn đâu nha, bé lượm này là dữ dằn khôn luôn á, mà cũng là ganh tị đồ dữ dằn á. Ganh gì lắm, nó ăn hiếp còn lát lắm. Rồi mấy ngày nay là chân của anh bị đau hả? Đúng rồi, anh bị đứt con lát, nó tới cái thời kỳ nó kiếm trống á, cái nó chạy theo con trống này được theo đá vô miếng thiết nữa đứt. Wow. Mày 6 mũi. Mày 6 mũi luôn. Con lát đó, nó cũng ngoan lắm, bây giờ là nó là một tay trống với viên bò đó, con này biết đánh trống, biết hát rồi. Hy vọng là quý vị khán giả yêu thích bò share chia sẻ nhiệt tình vô cho cái video này của chồng là được nhiều lượt xem, được nhiều lượt yêu thích. Là sang một tuần sau là chồng kêu ảnh tập cho một tiết mục văn nghệ đàng hoàng, là chồng sẽ quay trở lại đây để phục vụ mọi người. Trời ơi, lúc trước chồng xuống thì nó chưa có chuẩn, bây giờ nó chuẩn lắm. Bây giờ một mình nó chơi được ba nhạc cụ luôn, hai cái trống một cái đờn, mà bây giờ thì như là chồng không có thời gian này thì để khi đợt sau đi, đợt sau bo sẽ diễn rất là hay, rất là đẹp luôn. Bo bây giờ hiện nay là diễn chuẩn lắm. Và có thêm một em nữa là cùng đồng hành với bo, là em đã đánh trống hát luôn đó nghe ngang. Để đúng luôn hả? Để cho chút xíu cho cô chú anh chị xem một em đánh trống với hát. Phải nói là bây giờ là phải nói là mình tính là mình để quay sau nhưng mà không được, bây giờ nó hấp dẫn quá. Bây giờ là trọng tính là tặng quà cho em bo đó, nhưng mà thôi bây giờ mình vô mình quất cái văn nghệ một cái. Rồi nè, văn nghệ một cái nè, là rồi mình mới tặng quà bo. Rồi biểu diễn văn nghệ rồi. Bán vé cho anh nha, anh sẽ mua một cái giá VIP á. Nó thì vậy chứ không dễ gần đâu nha mọi người, cực kỳ thông minh, cực kỳ khôn, nhưng mà không phải cũng lại gần lại sờ được nó đâu nha. Lát ơi không có ba nó là mình không có lợi được. Cực kỳ khôn. Lấy đồ lấy đặt nó không được đâu, lấy đồ đặt nó biết hết. Nó gọi đúng nhịp luôn kìa. Chị em đó là để cái trống ra ngoài cho khán giả xem. Để ngoài này nè, đây đó, con hát luôn nè, bo khính lại đây, bo khính lại đây nè, lát chấp chừng chấp chừng hát lên hát đây chừng hát đây. Bữa nay sao không hát vậy, nó cũng mới đây thôi. Anh tập cho nó đánh thôi, bây giờ anh tập trung cho nó đánh trống thôi. Anh chắp chừng cho nó nhỏ. Chắp chắp hát này, hát cái này không? Ồ lắc ha, bữa nay hát dở quá à. Chắp chắp hát luôn. Chắp chắp chừng chừng. Nó là con bo đần nó đánh trống á. Tại vì nó cũng mới đây thôi, nó mới thoát chừng 2 tháng nay thôi. Dạ. Nó mới bị 2 tháng nay thôi. Cái này là người ta bỏ mày gừng hả? Đúng vậy, ta bỏ mày gừng, anh có hình ảnh mà. Dạ. Là mình mãi là không còn cái gì nữa hết á. Người ta nó chạy vô phòng trọ thì mình mãi nó bẩn thỉu như vậy thì người ta đâu có cho ăn. Lại gần người ta đuổi, cái gì á.
Thì mình cũng vậy nữa, mình đang ăn cơm hay gì gặp nó thế mình chịu đâu có nổi. Vì nó ở gần đây luôn. Trên kia, trên kia, không chọn kia. Mấy con này anh toàn là cú không à. Mà bây giờ nó dắt mình qua nha. Đó, bắt lắc lắc chấm đây, tát tát từng từng từng, tát tát đánh chấm từ tát từng từng từng, tát tát từng từng từng. Mỗi bể nó mới hát luôn đó. Bữa nay tại còn hú luôn đúng không? Bữa nay tại nó tới kỳ kiếp lực. Nó làm như ngại sao? Tát chấp từng từng từng, chấp chấp từng từng từng, chấp chấp từng từng từng. Mà phải nói là nó giỏi thiệt quý vị ơi. Mấy cái bé này là nó bị bỏ rơi. Ba con lại nó đánh thay thế em đi. Ba đánh trống rồi. Tung tung tung. Tại đâu? Đánh trống kìa. Bo nè. Thôi cho qua đánh đi. Hai chị em đó. Con nào cũng chơi được, đàn chơi trống được hết nhưng á. Con lát bây giờ hiện nay cũng phải tập đàn đó. Chấp chấp chung 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 trống. Đó. Lát tát tát từng từng từng. Hai chị em đó. Nó diễn mà nó nhìn anh Hùng cái kiểu giống như là nó khoe công trạng vậy đó. Hay ghê á. Nói thôi là nó biết nghe. Bây giờ nói nhẹ thôi là nó biết nghe. Nói cái gì nó cũng biết nghe hết trơn á. Nói nhẹ thôi là biết nghe. Không, cái này thì em tin rồi. Em tin là mấy bé này là biết nghe hoàn toàn hết, biết hiểu hết. Hiểu hết á. Bây giờ nói cái gì lấy đi lấy cái gì là nó biết hết chứ không có sót cái gì luôn. Còn con này nói chung ra thì nó mới đây thì nó chưa có chuyện. Nhưng mà cái ánh mắt của cái bé Lát này rất là dễ thương, rất là hiền luôn. Cái ánh mắt cái bé Lát nhìn thấy tội nghiệp luôn á. Nó kiểu là nó nhìn mình cái cả trọng cảm giác được cái gì, nó nhìn nó rất là dễ thương. Nó hiền lắm. Bây giờ trọng bắt nó hay gì cũng được, chứ có con bo nó hơi khó thôi. Con Lát này hiền lắm, ai bắt ai cho ăn một cái một là đi theo người ta hoài luôn. Chết rồi, cái này anh đi làm sao anh đi đồng đóng lại chân này hả? Anh đóng lại, anh nhốt lại hết chân. Và khi anh đi mua phế liệu thì con bo con Lát đi theo, con lụm ở lại với con mấy cú đó, tập tên con mi á. Đi mua phế liệu là con bo chứ con đúng rồi. Bo con Lát hả? Bo con Lát có khi con bo lụm con Lát nãy giờ nó cũng đi ngồi trên xe phế liệu, ngồi trên xe phế liệu đi hết. Vậy là bây giờ anh Hùng là không có đi làm thuê mà đi mua phế liệu. Đi mua phế liệu. Đúng rồi, phế liệu rồi anh có thời gian để chăm sóc mấy đứa nó. Nghĩa là anh quyết định là chuyển qua đi làm phế liệu để đi thu gom. Cái xe đó của anh đó hả? Đúng rồi, xe phế liệu đó. Vậy chắc hôm nào em qua đây để anh em mình quay một cái cảnh là đi mua phế liệu. Để cho các em ha. Thương quá mọi người, tại vì trong nhìn cái ánh mắt bé Lát này là trọng cảm nhận được cái bé đã từng bị một cái gì đó là rất là bất hạnh thời gian gần. Nó nhìn cái ánh mắt đó, tại vì trọng hay cứu mấy cái bé mà cái kiểu này trọng biết lúc mà mình mới về nó cảm giác như là nó còn cái gì đó nó e dè nó sợ, nhưng mà anh mới cứu gần đây mà giờ nó đi mua phế liệu. Con bo đánh đờn thì nó anh thấy nó lại hử cái trống, anh kêu nó đánh trống thì coi gì mà giữa nó cũng làm được luôn. Thì giống như là anh nhà cần có một em thôi là nó chó nó nói chuyện. Nè, con đứng lên lắc đứng lên. Anh đánh trống này, tung 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 tung. Còn con này cưng nó thiết, nó ăn hiếp người ta không à? Con lát con bo gì đó nó cắn người ta không à? Nó sợ giành ba nó không à? Vì mà ai đụng ba nó không được đâu. Khóc hưu mà, nên là nó cũng hung dữ lắm. Hung dữ lắm. Nó hung lắm chứ đâu phải đùa đâu. Ăn hiếp người ta không à? Bữa nào nó vào nó cắn thế nó tha đi luôn à. Rồi sáng mới cắn ba chị em cắn gắn chết còn bỏ ngoài kìa. Rồi ôi ghê. Cũng nó đó, nó cắn đó. Còn có mấy con này lại gần không dám đâu. Phải nói là anh có cái cách dạy. Giống như là cả trọng đã từng nói một lần á, làm như giống như anh Hùng là anh có một cái sợi dây kết nối là mấy cái bé động vật vậy đó. Anh nuôi con gì cũng khôn chân á, anh nuôi con gì nó cũng có cái bỏ lại đây con, bỏ lại đó, lại đây. Mà đâu phải anh nuôi những cái giống mà quý giá hay là những cái giống chó hiếm hoi gì đâu, không xin gì đó, có gì đâu xin, con nó có gì đâu xin, chút xích nãy đâu cho ta xin, trời xin gì đó, có xin đâu. Anh gà cái con, ồ cái mặt bé này rất là đáng thương, thiệt tội thiệt. Tối là nó nằm ngủ đây. Đúng rồi, nó nằm ngủ đây hoặc khi ngủ đây. Nằm ngủ chung anh luôn, anh ngủ giỏng hả? Anh ngủ trên giáp hoặc khi anh ngủ giỏng. Có gác á. Cái này là cái gì? Cái này là mấy đứa nó đó. Ngủ quen rồi ha. Thì đi mua phế liệu là ở đây nhiều không anh? Cũng được, nói chung là mua được cái người ta cho thêm thì nhiều. Thấy nó đó, đã biết ở Bình Dương này là thấy nó, đã biết rồi.
ta thấy nó là, nói chung là nó đi chợ là đồ ăn không hết á, ta gặp cứ bo, ta biết ở Bình Dương này ta biết nhiều lắm. Dạ. Thương quá mà. Lát cũng mới đây mà nó cũng khôn quá trời ha. Ừ. Thôi bây giờ gì nè anh Hùng ơi. À, lâu rồi anh em mình cũng mới gặp nhau ha. À. Em bây giờ thấy cũng anh cũng có cái đang lúc khó khăn á. À. Thì thôi em hỗ trợ cho cái này là cái quỹ của em hỗ trợ cho anh với mấy bé ha. 1 triệu nè. Rồi cho bò lấy cho bò. Lấy cho bò. Trời ơi, con gặp tiền. Ơi ơi. Lấy cho bò luôn đi. Đây là bò. Đó nè con nè. Lấy lại cho bò. Rồi, lấy lại cho bò liền thấy không? Còn đây. Nhưng mà anh cho thêm mấy em 200 này là để anh mua cho mấy em cái áo á, mặc đẹp đẹp chút xíu biết không, để ra đường đi mua phế liệu đồ đó. Ta thấy các em mặc quần áo đồ người ta thương nè con, là cho con thêm 200 mua quần áo mặc. Đem lại cho bác đó, bấm lại cho bác, em tiền lấy. Để đây nè con. Nè, tiền nè. Đem lại cho bác, đem lại cho bác. Cho bác mua quần áo cho con. Đó. Có tiền bao nhiêu đem lại cho bác hết chứ nè. Ông mua áo cho con đẹp nha, dạ. Tay đâu? Dạ. Tay đâu? Dạ. Mua cho nó mấy cái áo đẹp đẹp. Nè, lụm chịu không? Nó lụm lấy đây đó. Con nào cũng không biết lấy tiền hết, nó dành cho em. Dành cho em không? Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì chồng có gửi đến cho mọi người một cái video mà có thể nói là có đẹp cái này. Đây là một cái video cũng rất là thú vị ở trên cái kênh để cho mọi người xem để giải trí, cũng như là nhân dịp chồng cũng có một cái chút xíu quỹ để đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Chị Bo lấy giờ nè, chị Bo lấy giờ đến đây để hỗ trợ cho bé Bo được một cái tiền để phụ với anh Hùng đó, quần mua áo cũng như là hỗ trợ ảnh đi mua ve chai mà giờ cũng là bị chân á, bị đứt rồi cũng khâu mấy mũi thì chắc giờ đi mua đồ nó cũng khó. Anh đi bằng xe đẩy hay xe đạp hay xe máy? Xe Honda đó, lên xe Honda mình cặp vô đúng không? Dạ. Thì thôi, thì bây giờ thì chồng cũng xin kính chúc mọi người xem cái video này thiệt là vui. Rất là mong mọi người ủng hộ cái kênh của chồng, ủng hộ cái bé Bo cũng như là ủng hộ anh Hùng bằng những cái like, bằng những cái share, bằng những cái câu comment tốt đẹp để tạo cái động lực thứ nhất là cho chồng nè. Thứ hai nữa là cũng để cho ảnh xem được những cái comment ảnh vui, ảnh có được cái niềm tin, một cái tự tin hơn, một cái sự gì đó nó vui vẻ trong cuộc sống. Ngồi chồng thì chồng thật sự là với bản thân, riêng bản thân của chồng thì chồng rất là ngưỡng mộ anh Hùng rất là nhiều. Là thứ nhất là ngưỡng mộ cái vấn đề là ảnh chăm sóc được một đàn chó mà ảnh cứu từ trong bãi rác, từ trong rừng, rồi từ trong cái lúc là chỗ chết không á, nhưng mà về thì em nào em nấy phải nói là nó có một cái cuộc sống, mặc dù không phải là giàu, mặc dù không phải là nhà cao cửa rộng, lúc nào cũng di chuyển ở trọ ở mướn, nhưng mà các em lúc nào cũng gọi là rất trọng cảm giác, là nói chung trọng dùng hai từ là ngưỡng mộ luôn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều, cũng đã là tiếp em đến đây để cho em quay để chia sẻ trên cho khán giả của em được những cái đoạn video nó hay như thế này. Dạ. Rồi em cũng trước hết em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã xem video của bé Bo, và cô chú anh chị nhớ đăng ký và xem ấn một like cho chồng Cà Mau ạ. Dạ em xin cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bye bye tất cả mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bo đứng lên con giơ tay lên chào cô chú các cái. Chào đây, chào cô chú. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Cao lên. Chào, tái cao chào. Quá rồi, ok.